Ngày 14 tháng 10, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội cho biết đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy hai sản phẩm đối với chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Mổ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội vì kinh doanh sản phẩm quả địa cầu in bản đồ thế giới, có đường lưỡi bò và bản đồ không thể hiện đầy đủ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng cho biết đã mua hai quả địa cầu trên trang thương mại điện tử có tên miền http://1688.com là tên miền được đăng ký tại Trung Quốc. Theo Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, việc hộ kinh doanh trên bán quả địa cầu có bản đồ thế giới, có in hình ảnh đường lưỡi bò, không thể hiện đầy đủ chủ quyền biên giới quốc gia Việt Nam là hành vi phát hành xuất bản phẩm cấm lưu hành, vi phạm luật xuất bản năm 2012 và vi phạm Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.